Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ rất rẻ. Và hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chịu ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là sản phẩm là Samsung Note 8. Note 8 thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được một chiếc màu xanh đấy các bạn nhé. Samsung Note 8 đấy, màu xanh. Mình sẽ xem con này là cấu hình của nó là bao nhiêu GB các bạn nhé. Đây, xem đây nó sẽ ra luôn. Con này là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con Note 8 thì là màn hình là tràn viền 6,3 inch. Đấy. Màn tràn viền 6,3 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, Samsung Note 8 màu xanh. Máy hình thức là còn 90%. Đấy, máy hình thức là còn 90%. Note 8 thì rất trang bị rất nhiều tính năng. Nói thật là các bạn, nói chung là con Note 8 này các bạn cũng đã rõ rồi. Đây. Note 8 đấy. Note 8 màu xanh này. Màu xanh rất đẹp nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Thì con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.100.000 các bạn. Tối nay mình sẽ bán cho bạn giá là 4.100.000. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Thì là màn con này thì gọi là chỉ gọi là hơi tí xíu chứ đây, màn hình sáng đẹp nhé. Đây con này thì là màn hình sáng đẹp. Để kỹ thì các bạn thấy một tí tí đây. Thấy một tí tí kỹ ở đây thôi. Tí tí ảm tí đây thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhé. Còn bình thường thì sẽ không thấy. Bên mình đang bán cho bạn giá là 4.100.000. Đây là chỉ là đây là vào cái độ thanh này thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhé. Màn sáng đẹp này. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 4.100.000 các bạn nhé. Đấy, gọi là hơi hơi thôi. Bên mình đang bán bạn giá là 4.100.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn liên hệ mình sớm nhất. Một là qua Zalo, đây số mình Zalo, và hai các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải trực qua trực tiếp cửa hàng mình. Ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn phải cọc cho chúng mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tiếp theo là con Samsung A8 2018. A8 2018 thì con này là bản Hàn, một sim một sóng. Thì con này thì là máy còn zin. Đây, máy đẹp chứ. Zin áp suất nhé. Con A8 2018 này thì là máy còn zin áp suất. Các bạn đi mưa đi gió rất ok nhé, nó có chống nước mà. Đây, bản Hàn một sim. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB, màn hình đẹp không ngả mố. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.400.000. Con này thì còn tính năng chống nước nhé, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 màu gold này các bạn hãy tham sớm nhất, màn hình của nó là 5, màn hình của nó là 5.8 inch, cầm rất là nhỏ gọn, rất là chắc chắn đấy. Các bạn đi mưa thì gió cực kỳ tuyệt vời, vị trí giá là 2.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé. Và tiếp theo thì nhà mình có hôm nay nhà mình về được là mấy cây A8 Star này. Buổi tối ngày hôm nay mình về tiếp tục là A8 Star nhé. Đây ạ. Đây. Mình về nhiều lắm. Đấy, buổi tối ngày hôm nay mình về tiếp tục được là đây cơ. Đấy. 5 cây Samsung A8 Star. Mình sẽ báo giá và thanh lý từng con cho các bạn nhé. Đấy, A8 Star thì mình sẽ tiện qua con này màu trắng này. A8 Star này, con này là bản Hàn một sim. Con này là bản Hàn một sim. Cấu hình của nó là RAM gì nhỉ? RAM là con này là RAM gì nhỉ? Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Đấy, con này là RAM 4GB. Mình sẽ kiểm tra lại cho bạn. Xem là RAM mấy GB nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình cực kỳ lớn nhé.
hai con A8, A8 nó giống nhiều là con A8 Plus của hàng Việt Nam công ty mình ấy. Nhưng mà hàng Hàn nó sẽ là A8 Star. Đấy, nó to như con A8 Plus của mình nhá, nhưng mà nó mỏng hơn. Con này thì là màu trắng này. Đấy, tình trạng con này thì là vỏ thì có phẩy đôi chút này. Vỏ thì có cũ phẩy theo thời gian nhé. Mình sẽ thanh lý bằng giá cực kỳ là rẻ. Tất cả là máy Hàn. Một sim một sóng. Đây. Màn hình con này thì là hơi bị ám một chút đấy. Đấy. Hơi bị ám một chút. Đấy. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bằng giá là 1.600.000 nhé. Đây. Con này thì là màn hình của nó hơi bị ám một chút. Bên mình đang bán bằng giá là 1.600.000. Đấy, chỉ với giá là 1.600.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung A8 Star các bạn nhé. Đấy, hai camera. Và đây là gì nhỉ? Vân chân vân tay nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 Star này các bạn nhận hàng sớm nhất nhé. Con này thì là màn hình hơi bị ám vừa này. Đấy, bên dưới này nhé. Bên mình đang bán bạn giá là 1.600.000. Rất là rẻ nhé các bạn nhé, lựa chọn này. Đấy, tội gì các bạn đi mua máy mới làm gì. Các bạn mua máy cũ này dùng cho mình cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê. Đấy, con này thì là con thứ hai này. Đấy. Con này thì là màn hình đẹp nhé. Con này thì là màn hình đẹp nhé. Gọi là ám hơi nhẹ nhẹ một tí tí thôi. Các bạn lấy kỹ thì mới thấy nhé. Thì con này thì nó hơi bị đứt tí kính ở dưới này. Đấy, có một cái đường ở dưới này. Đấy, màn hình thì nó hơi bị ám sụt sụt này. Ám nhẹ một chút thôi. Mặt kính thì hơi đứt kính một tí ở dưới này. Các bạn nhìn kỹ này. Đấy, một đường này. Đấy. Con này thì vỏ viết còn khá đẹp. Hình thức vỏ thì đẹp nhé. Vỏ với mặt lưng thì đẹp. Con này thì mình cũng để cho các bạn với giá là 1.600.000. Đây, màn hình con này thì là gọi là hơi hơi ám nhẹ nhẹ thôi. Nó không như con này. 1.600.000 các bạn nhé. Đấy, con thứ hai là 1.600.000. Các bạn tội gì phải mua máy mới, các bạn mua những sản phẩm này dùng cực kỳ là sướng và cực kỳ là phê nhé. Đấy. Con thứ hai là 1.000.000, cũng 1.600.000 cho bạn nhé. Đây. Đây, con này con thứ ba này. Đây. Đấy, con này thì là màn hình cũng hơi ám một chút này. Đấy, ám bên dưới một chút này. Con này thì mình sẽ thanh lý rẻ cho bạn này. Thì đoạn này thì nó hơi bị sứt sứt tí này. Đấy, góc này thì kiểu góc sứt tí này. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bằng giá là 1.400.000. Đấy, con này 1.400.000 cho bạn nhé. A8 Star, con này là 1.400.000. Các bạn mua những sản phẩm này về xem phim, nghe nhạc, hoặc là nghe gọi, hoặc là chơi game thì rất là tuyệt vời. Của nó là RAM 4GB mà. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Dùng cực kỳ là phê, 1.400.000 các bạn nhé. Đấy, thanh lý giá có nhiều lợn chết cho các bạn nhé. Năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì đâu. Đấy, con này thì gọi là màn hình gọi là hơi ám một chút thôi. Đây, hơi ám một chút thôi. Đấy, con này thì mình sẽ nhìn qua màn hình. Màn hình thì không xước xác gì. Đây, chỉ hơi tí góc này thôi này. Đấy, mặt lưng vỏ thì đẹp nhé. Mặt lưng con này thì vỏ thì đẹp. Đấy, con này thì mình cũng thanh lý bạn giá 1.600.000. Đấy, 1.600.000 con A8 Star này các bạn nhé. Đấy, 1.600.000 cho bạn đẹp. Hơi bỏ tí đấy thôi. Bên mình thì không sửa chữa mà. Đâm thì mình sẽ thanh lý cho bạn cái giá coi như là lợn chết luôn nhé. 1.600.000 nha các bạn nhé. Con này 1.400.000 này. Hai con này đồng giá 1.600.000, 1.600.000 này. Và con cuối cùng. Con này thì là màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì nhé. Thì kiểm tra con này thì là màn hình đẹp, không xước xác, sứt mẻ gì. Vỏ thì còn hơi bị cần một chút thôi. Đây. Vỏ thì hơi bị cần bốn góc một chút. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.000.000 nhé. Đấy. Con này thì là màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy. Đây, con này thì bị cần bốn góc, mất bốn góc thôi. Đấy. Bên mình đang bán bạn giá là 2.000.000 nhé. Con A8 Star này rất là rẻ cho bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 Star này, các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Một là qua Zalo và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm nào mình, các bạn nhấc máy lên đặt liên hệ cho mình sớm nhất nhé. Đấy. Và gần có thể khỏe qua trực tiếp cửa hàng của mình được ok ạ. Đây, và đây thì buổi tối ngày hôm nay thì mình còn hai con Samsung A8 2016
Hai con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Con này thì là màn hình đẹp, không ám ố gì nhá. Con này mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000. Đấy. Vỏ phải phải theo thời gian. 1.500.000 các bạn nhá. Con A8 2016 này 1.500.000. Đây. Và con này thì là màn hình của nó hơi bị ám một chút. Đây. Đây. Hơi bị ám một chút, 1.300.000 các bạn nhá. Đây, 1.300.000. Góc trên này thì nó hơi bị kiểu tí tí này. Đấy. Đấy, 1.300.000 cho con này các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ, 1.300.000. Các bạn tội gì đi mua máy mới gì, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì sao, bằng này thì quá tuyệt vời luôn. Một sim một sóng nhá. Máy hàng thì một sim một sóng á. Đây. Và con này là con giá rẻ nhá. Con này là Samsung Galaxy Z. Đấy, Z này, Samsung Galaxy Z. Con này thì là hàng độc, hàng hiếm nhá. Con này thì hàng độc cực kỳ là hiếm. Samsung Galaxy Z. Mình xem con này là gì này. Đây, con này là RAM 3 bộ nhớ 32 này. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32. Còn Samsung Z này. Đây, con này còn rất là mới và đẹp. Z rất mới rất đẹp nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng. Còn Samsung Galaxy Z này, bên mình sẽ bán bạn giá là 1 triệu đồng. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy. Con này là máy của Nhật này. Con này thì là máy của Nhật. Đấy. Con này là Samsung Galaxy Z đấy. Nói chung là các bạn tìm con này dùng sướng lắm, nhanh lắm. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, máy của Nhật mà. Máy của Nhật thì các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Bình thường lỗi vặt rất ít nhé. Và tiếp đến là con chống cháy này. Con này là iPhone 5 thường. iPhone 5 thường chống cháy này màu đen này thì 700.000. iPhone thay máy đen trắng nhé. iPhone 5 thường màu đen này thì 700k nhé. 700.000 làm máy phụ nghe gọi rất ok nhé. iPhone 5 thường 700.000 nhé. Và tiếp đến là con này là con Oppo F11 Pro. Oppo F11 Pro này. Cấu hình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Con Oppo F11 Pro này thì bên mình đang bán bằng giá 3.500.000. Đây, hình thức máy còn 90% nhé. F11 Pro 3.500.000. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình thì là tràn viền các bạn nhé. Camera thì thỏa thuộc nhé. Đây, camera thì thỏa thuộc đấy. Rất là sắc nét. Đấy. Và là thích sản phẩm Oppo F11 Pro RAM 6GB này. Mình sẽ xem lại, mình quên mất rồi. Ủa, như là RAM 6GB sao? RAM 6 bộ nhớ 128GB này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Chỉ với giá là 3.500.000. Cực kỳ là rẻ và giá lợn chết cho các bạn. Đây. Con này là con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime thì con này là bản công ty. 2 sim 2 sóng. Z7 Prime con này là bản công ty 2 sim 2 sóng nhé. Bản công ty 2 sóng. Thì con này thì vỏ phẩy phẩy một chút nhé. Vỏ thì hơi phẩy phẩy một chút thôi. Con này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 1.500.000. Đấy. 1.500.000 con Samsung Z7 Prime này nhé. 1.500.000 các bạn nhé. Và con này là Samsung Z4 Plus. Đây, Samsung Z4 Plus. Z4 cộng bản công ty 2 sim 2 sóng. Con này thì là 1.500.000 nhé. 1.500.000 Samsung Z4 Plus. Đấy, Samsung Z4 Plus này. 1.500.000. Con này thì là main gì, màn gì, nhưng mà yên tâm nhé. Đây, và XZ thì nhà mình còn một con cuối cùng là con Sony XZ màu xanh này, 1.500.000. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nhá. XZ này các bạn dùng rất là sướng, nhanh lắm. Sony dùng cực kỳ tuyệt vời. Và cuối cùng là con A7 2018. A7 2018 này, con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Đấy, A7 2018 bản công ty 2 sim 2 sóng. Cấu hình là RAM, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.700.000 nhé. Máy màu đen, 2.700.000. Hình thức là máy còn 90% nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 này, các bạn nghe mình sớm nhất nhé. Và bây giờ thì theo lời khuyên của mình thì các bạn mua hàng online không thì các bạn cứ mua hàng online cho mình. Thì các bạn mua hàng online thì các bạn là người tiêu dùng rất cực kỳ thông minh. Thì mình cũng đi mua hàng online nhiều lắm. Các bạn nên các bạn khuyên mua hàng online. Thì vì bán hàng online thì các shop hay cạnh tranh nhau về giá cả. Thì hoặc là nhiều chỗ mà xả hàng mà thanh lý hàng ấy. Thì các bạn cứ nên mua hàng online giúp mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và chúc các bạn xem video mình một tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào. Và hẹn lại lịch tối mai. Thì chúc các bạn là nay 14 và mai 15 giảm mùa thu. Thì các bạn phải nhớ cho các em nhỏ là đi chơi trung thu. Hoặc là các bạn mua sản phẩm này về tặng các em nhỏ dùng. Nói thật với các bạn, bao xương, bao ấp, bao phê cho bạn nhé. Chúc các bạn nhé. Xin chào các bạn clip ngày mai nhé.